bị kết án oan, chân dài Ngọc Trinh biết làm gì để né nanh vuốt của Đảng. Sau hơn 3 tháng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam, vào ngày 2 tháng 2, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù treo và 2 năm thử thách. Đồng thời, cô được thả ngay tại tòa. Đấy chỉ mới là phiên sơ thẩm, còn có phiên phúc thẩm nếu viện kiểm soát kháng nghị. Một lỗi chỉ đáng bị xử phạt hành chính mà Ngọc Trinh lại bị bắt giam hơn 3 tháng và bị kết án, dù chỉ là án treo nhưng vẫn là có án. Cô vẫn bị dính vào tiềm án và xem như sự nghiệp và nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là việc kiếm tiền sẽ không dễ dàng như trước nữa. Các hợp đồng quảng cáo sẽ không được đắt sâu như trước đây, đấy là những cái mất quá lớn cho Ngọc Trinh. Hình ảnh Ngọc Trinh tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Trong quá trình bị tạm giam, Ngọc Trinh được dư luận bênh vực, đơn giản vì cô bị một bộ máy khổng lồ lạm quyền, trừng phạt thô bạo. Cô chỉ là một cá nhân, không thể nào chống nổi cả một bộ máy chính quyền với quyền lực và vũ lực trong tay. Mọi người biết điều đó và Ngọc Trinh cũng biết điều đó. Trong một nhà nước vô pháp như Việt Nam, việc dùng pháp luật lý lẽ để tự bảo vệ mình trước nanh vuốt của chính quyền là điều không thể. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kịch bản được soạn sẵn thì cô mới có hy vọng được họ nhẹ tay. Bằng không thì cứ vin vào luật để bảo vệ mình. Dù cô đúng luật, chính quyền nước này muốn trừng phạt thật nặng thì Ngọc Trinh có thể làm gì được họ đây. Trong quá trình Ngọc Trinh bị tạm giam, công an thành phố Hồ Chí Minh bị lên án là lạm quyền, thì ngay sau đó lực lượng này đã dựng lên một clip Ngọc Trinh tự thú rồi tung lên báo. Mục đích của công an là buộc Ngọc Trinh tự kết tội mình trước công luận, và đó cũng là cách làm gián tiếp chính quyền khẳng định trước dư luận rằng Ngọc Trinh sai, còn họ thì đúng. Thật ra Ngọc Trinh có sai, nhưng cái sai của cô không đến mức bị bắt giam. Ngược lại, chính hành động bắt giam Ngọc Trinh của công an thành phố Hồ Chí Minh là sai trái, vì họ lạm quyền và bắt người bừa bãi. Sau phiên xét xử, báo chí lôi thân phụ của Ngọc Trinh lên báo, nói rằng ông vui mừng vì bản án mà tòa án đã tuyên với con gái của ông. Lại một lần nữa, chính quyền đem người thân của nạn nhân ra vẽ nên trò khoan hồng của chính quyền, trong khi thực chất bản án tù treo là quá nặng với Ngọc Trinh. Sau khi được trả lại tự do không lâu, Ngọc Trinh đã viết trên sa thút Facebook cá nhân với nội dung như sau: hôm nay sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội gặp lại các bạn, những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay. Trước tiên, Trinh xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn dang dở. Ngọc Trinh đã bị kẻ lạm quyền bắt giam và bị kết án oan, nhưng cô phải cảm ơn Đảng, Nhà nước và pháp luật. Phải cảm ơn Đảng trước tiên rồi đến Nhà nước và pháp luật. Đảng là cha mẹ đẻ ra Nhà nước và pháp luật của cái chế độ này. Cảm ơn Đảng đã được xem là luật bất thành văn cho những ai muốn yên ổn sống dưới chế độ này. Cho nên status của Ngọc Trinh được cho là khôn ngoan, bởi trải qua cơn sóng gió này, chính cô hiểu hơn ai hết rằng nanh vuốt của Đảng rất đáng sợ như thế nào. Muốn kết án tử, họ sẵn sàng mua vật chứng ngoài chợ, đưa vào tòa làm bằng chứng để mà ghép tội, thì không ai không sợ. Status cảm ơn Đảng và Nhà nước và pháp luật của cô Ngọc Trinh. Hiện tại Ngọc Trinh có thể sẽ bị xử phúc thẩm nếu cô dám bảo vệ quyền lợi cho mình theo pháp luật, thì phiên phúc thẩm sẽ là lần trừng phạt. Mà cho dù sau phiên phúc thẩm nếu có, Ngọc Trinh cũng không thể thoát nếu dám kêu oan cho bản thân trên mạng xã hội. Sống dưới chế độ này là như thế, phải chấp nhận Đảng luôn đúng và dân thì luôn sai. Dù bị oan vẫn phải ca tụng Đảng đã cho cơ hội để tránh khỏi bị nanh vuốt của Đảng bổ vào người thêm một lần nữa. Xã hội vô pháp, dân chỉ có thể sống như vậy mới yên thân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin bị kết án oan, chân dài Ngọc Trinh biết làm gì để né nanh vuốt của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa,
Thời báo.de. Tổng Trọng bị đuổi từ bao giờ? Vào ngày 31 tháng 1, một loạt tờ báo nhà nước đã đăng bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết có tựa đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Bài viết dài được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là Đảng ta ra đời đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai là Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, hành động cùng công việc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chỉ cần đọc cái tiêu đề là đã biết, ta tự ca tụng ta. Có thể nói loại bài viết này vô giá trị với việc hoạch định chính sách cho đất nước phát triển. Bởi để đất nước phát triển, cần nhìn rõ và phân tích cả những khuyết điểm, chứ không phải chỉ vẽ ra ưu điểm, rồi tự sướng với những lời văn, chữ viết đó. Khi người mù tả cảnh. Phần 1 của bài viết chủ yếu là ông Trọng ăn mày quá khứ. Thực chất là cuộc chiến năm 1954 đến năm 1975 là không cần thiết. Đảng đã dùng núi xương, biển máu của đồng bào để đánh đổi được những gì? Thứ nhất, đổi được đó là sự đói nghèo, lạc hậu và sự độc quyền cai trị của Đảng trên toàn cõi Việt Nam. Ngày nay, người dân Việt Nam bị thế giới coi rẻ, hộ chiếu Việt Nam bị thế giới tránh như tránh hổi, cũng bởi vì Đảng lãnh đạo mà ra. Trước năm 1975, trên thế giới có ba nước bị chia đôi, đó là nước Đức chia làm Đông và Tây, Triều Tiên chia làm Bắc và Nam, và Việt Nam cũng chia Bắc Nam. Nước Đức là may mắn nhất, họ thống nhất trong hòa bình và theo hướng văn minh hóa. Sự khác biệt Đông Tây trước năm 1991 ở Đức là rất lớn, đến nay đã 33 năm đi qua, nhưng dấu ấn Đông Tây vẫn chưa được xóa hẳn. Nước thứ nhì bị chia cắt là Triều Tiên cũng thành Nam Bắc. Sự chênh lệch giữa Hàn Quốc và Bắc Hàn ngày càng lớn. Một bên thì giàu có văn minh, một bên thì đói nghèo, lạc hậu và bị nhồi sọ. Người Bắc Hàn thì buộc phải ca tụng dòng họ Kim, từ ông nội đến bố và đến ông con, mặc dù những người này chính là thủ phạm mang lại sự đói nghèo. Còn Hàn Quốc là quốc gia công nghiệp phát triển. Hiện nay người dân Việt Nam chấp nhận xếp hàng đến hàng giờ ngoài trời giá rét để tranh nhau xin một suất visa đi Hàn Quốc làm lao động chân tay. Qua đó đủ thấy rằng những gì mà miền Nam Việt Nam đã mất là quá lớn. Tuy Hàn Quốc chưa thống nhất nhưng may mắn hơn Việt Nam rất nhiều. Còn Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người dân cả hai miền đều liều chết trốn chạy khỏi nanh vuốt của Đảng, tạo ra làn sóng tị nạn lớn mà thế giới gọi là thuyền nhân. Nếu Đảng biết lo cho dân, tại sao lại khiến cho người dân phải sợ hãi bỏ chạy đến như vậy? Trên thực tế, những người từng phục vụ dưới chế độ cũ đã bị Đảng trả thù rất tàn bạo. Trại tập trung cải tạo là một loại nhà tù không án mà Đảng lập ra để trả thù chính đồng bào của mình. Tham nhũng hiện nay nhiều đến mức lò đốt đã 10 năm mà không xuể, nhưng ông Trọng vẫn không nhìn ra vấn đề của Đảng. Ngày nay, mỗi dịp Tết đến thì Đảng lại ca bài hòa hợp, hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, Đảng vẫn ăn mày quá khứ, vẫn xem những ngày chiến thắng trước chính đồng bào của mình là ngày lễ lớn, thì đấy không phải là hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà là Đảng đang chia rẽ dân tộc. Quá khứ đã xảy ra, không thể thay đổi được. Điều cần thiết là Đảng phải nhìn nhận vấn đề thật trung thực, thì khi đó các bên mới có được tiếng nói chung với nhau. Tương lai mới là quan trọng, cần mở mắt ra và nhìn thẳng vào các vấn đề, rằng đất nước đang mất đi cơ hội bắt kịp các nước láng giềng bởi bàn tay cai trị của Đảng. Đổi mới đã 38 năm nhưng mà đất nước vẫn không thể có công nghệ, không có một nền kinh tế mạnh, bền vững là do đâu? Tại sao dân phải chui vào container đông lạnh để mà chạy trốn khỏi Việt Nam mặc dù có thể bỏ mạng giữa đường? Tại sao học sinh bỏ học, giáo viên bỏ dạy để đi xuất khẩu lao động chân tay? Đấy là sự thật ê chề chứ chẳng có thành công nào cả. Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 80 tuổi, tuy nhiên ông đã mù từ nhiều năm rồi. Nếu mù đôi mắt thì không đáng sợ, cái đáng sợ là ông đang mù về trí tuệ. Dân Việt Nam còn tiếp tục ngập trong tăm tối,
vì Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng bị mù từ bao giờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.